Ô, sao mà cái bài này giọng nó vang thế nhỉ? Vang quá, vang quá, vang không chịu chứ. Chắc là mấy cái thằng mixer của Major Studio nó mix bài này đấy mà. Mà mấy cái thằng đội kỹ thuật này bảo giao bài cho mình mà chưa thấy đâu nhỉ? Chưa thấy gửi mail nhỉ? Thế mà mùng cái xoen xoét kêu là em sẽ giao bài đúng hạn. Trễ bài của khách, trễ thằng tiếng đồng hồ rồi. Thu tiền của khách rồi mới đúng hạn tí chứ. À đây rồi, hay lắm. Thế nào các anh? Để ta mic trước. Cứ từ từ, từng người mic một. Thằng nào mic hay ta sẽ lấy bài của thằng đó. Long à, hôm nay chỉ có một khách thôi, hát phô trượt nhịp. Nhưng mà nó đòi... Sao nó đòi như nào anh cứ nói, tiền nóng không thành vấn đề. Nó đòi mic khô. Nhưng mà thằng này nó bảo là mình phải mic vang. Anh quản lý à, không phải là em muốn mic vang đâu. Nhưng mà em lo là mic khô thì khách nó tưởng chứ mic, nó không trả tiền. Không trả tiền à? Cũng lo đây chứ nhỉ. Anh ạ, nó đã làm hợp đồng rồi, lo gì nó quỵt tiền. Mà cái thằng Ngộ Không nó up lên media file rồi đấy. Anh gửi nhanh lên, không có hàng nó chạy mất đấy. Anh ơi, đừng đi, gửi nó không trả tiền thì nguy hiểm lắm. Mày không đi thì cuối tháng trừ lương của mày. Mình đi gặp khách hàng đi anh ơi. Đừng đi anh quản lý ơi.